Chuyển sang phần 2, kỹ năng xây dựng mối quan hệ. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về những yếu tố xây dựng quan hệ tốt và 7 kỹ năng xây dựng các mối quan hệ. Có 4 yếu tố để giúp cho việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp, đó là ít nhất phải có một bên quyết định rằng mối quan hệ này là quan trọng. Bởi vì nếu như các em quyết định rằng mối quan hệ này là quan trọng đối với mình thì các em sẽ đầu tư thời gian, sức lực để tìm hiểu những yêu cầu của đối tác cũng như cách giải quyết những khó khăn cản trở. Thứ hai là học cách lắng nghe một cách thật sự và đừng phán xét. Lắng nghe một cách thật sự và không phán xét sẽ giúp cho các em hiểu rõ người khác hơn. Việc phán xét thì chỉ làm tăng khoảng cách và phòng vệ lẫn nhau mà thôi. Thứ ba là phải gặp gỡ mọi người một cách thân mật, khiến họ cảm thấy thoải mái trong việc đưa ra những vấn đề quan trọng đối với họ. Hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn trong những khung cảnh thân mật. Nếu như các em có ý định gặp ai đó với mục đích cụ thể để phát triển mối quan hệ với họ, thì hãy nghĩ đến việc tổ chức cuộc gặp gỡ trong những khung cảnh mà họ cảm thấy thoải mái nhất bởi vì chỉ khi thấy thoải mái thì họ mới có thể nói nhiều, nói hết những điều quan trọng đối với mình. Và thứ tư là phát triển một văn hóa trong đó mọi người có thể bày tỏ cảm xúc của mình, các mối quan hệ được hình thành dựa trên việc chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc. Văn hóa công ty thì cần phải khuyến khích mọi người gần nhau để tạo ra những niềm say mê sẽ đạt được những điều kỳ diệu với nhau. Và bên cạnh bốn yếu tố giúp cho việc xây dựng mối quan hệ tốt thì cũng có bốn khó khăn trong việc xây dựng quan hệ đó là thiếu sự tin tưởng và khuôn sáo thói quen đổ lỗi cho người khác khi mối quan hệ không tốt đẹp. Tập trung vào nhiệm vụ mà không quan tâm tới cảm xúc và nhu cầu của người nói chuyện với mình và cuối cùng là mục tiêu vai trò và sự mong đợi lẫn nhau không rõ ràng. Và đây là 7 kỹ năng để xây dựng một mối quan hệ tốt. Đầu tiên là chúng ta phải luôn lạc quan yêu đời. Các bạn có thích chơi với một người thường hay ủ rũ âu sầu hay là phê phán phàn nàn người khác không? Chắc chắn là không đúng không ạ? Vậy thì những người khác cũng thế họ sẽ không thích chơi với những con người quá nặng nề họ luôn mong muốn được vui tươi nhẹ nhàng bay bổng họ muốn được gần với những người có thể mang lại cho họ điều đó và những người lạc quan thì luôn nhìn mọi việc một cách thanh thoát hơn khiến cho những người ở bên cạnh cũng cảm thấy được thư thái và như vậy thì như một cái hữu xạ tự nhiên hương họ sẽ có nhiều bạn muốn kết thân hơn do đó chúng ta nên sống lạc quan và yêu đời Thứ hai là khi chúng ta đã có sự lạc quan yêu đời rồi thì hãy đừng giữ một mình mà hãy truyền đạt sự thoải mái lạc quan nhiệt tình đó đến những người xung quanh của mình. Mọi người được các em khuấy động, được các em khích lệ, họ sẽ làm được nhiều việc tốt hơn và thậm chí có khi làm được hơn cả những điều họ mong đợi những lúc như vậy chắc chắn họ sẽ nghĩ tới các em họ sẽ cảm kích các em vì đã biến khuyên khích động viên họ và như vậy là các em đã ở trong tim của họ rồi thứ ba là lắng nghe một cách chăm chú lắng nghe là một công đoạn quan trọng trong giao tiếp. Những người giỏi lắng nghe luôn được chia sẻ cởi mở, hiểu người khác hơn và đạt được hiệu quả hợp cao hơn trong giao tiếp. Khi tích cực lắng nghe một ai đấy, các em hãy thể hiện sự quan tâm bằng ngôn ngữ cơ thể như là cúi nhẹ về phía trước và nhìn thẳng vào mắt họ. Một nụ cười thân thiện và cái gật đầu thường xuyên sẽ cho họ thấy rằng các em đang nghe bằng cả trái tim mình và trong quá trình giao tiếp các em cần tập trung vào đối tượng giao tiếp không ngắt lời và luôn đặt câu hỏi khuyến khích bốn từ rất mạnh trong việc đặt câu hỏi đó là hãy cho mình biết hãy cho mình biết bạn đang cảm thấy khó khăn gì hãy cho mình biết điều gì cản trở bạn đến với người đấy hãy hỏi như vậy và người ta sẽ cởi tấm lòng với các em Gắn liền với kỹ năng lắng nghe là phải thể hiện sự đồng cảm sâu sắc của mình đối với người đó. Biết cách đồng cảm với người khác là một trong những kỹ năng sống quan trọng mà con người cần phải học, đặc biệt là đối với người PA. Trong một thế giới mà mọi người dành quá nhiều thời gian để chỉ trích những sai lầm để kích động sự sợ hãi thì sự đồng cảm có thể là một niềm an ủi đối với những nỗi sợ và những cơn tức giận đó. Đồng cảm có nghĩa là chúng ta phải đặt mình vào vị trí của người khác, phải tinh tế và nhạy cảm với cảm xúc của họ để có thể giúp họ. Nếu như chúng ta đã từng có những trải nghiệm như vậy thì hãy chia sẻ, còn nếu chúng ta chưa có những trải nghiệm thì hãy dùng trí tưởng tượng của mình. Cách hữu hiệu nhất để khơi dậy sự tổng cảm đó là phải đặt mình vào vị trí của người đó, hãy tự hỏi mình rằng nếu mình ở vị trí người đấy, mình sẽ làm như thế nào? Nếu mình ở vị trí người đấy, mình sẽ mong được đối xử như thế nào? Mình cần gì? Mình mong muốn sự ủng hộ đến đâu? Nếu như chúng ta trả lời được những câu hỏi đấy, thì là mỗi lần trả lời sẽ giúp cho chúng ta mở rộng trái tim mình hơn. Đồng cảm sẽ là không đầy đủ nếu như chúng ta không hưởng ứng câu chuyện đó một cách khôn khéo. Nếu đó là những câu chuyện hay, là những bài học bổ ích, thì các em hãy đừng quen khen ngợi họ vì đã thấu hiểu và đã chia sẻ cho các em những câu chuyện hay như vậy tiếp theo là chúng ta phải hành động chính trực hành động chính trực là điều có thể giữ cho mối quan hệ tiến triển chính trực ở đây không hoàn toàn là chính nghĩa mà chỉ đơn giản là chúng ta làm đúng những gì mình đã nói đã hứa để tạo dựng lòng tin đối với đối tác của mình chính trực không đồng nghĩa là chỉ làm những việc tốt cho xã hội đôi khi chúng ta lại cùng quậy với nhau một chút hư hỏng với nhau một chút lại có thể là chất keo để kết dính hai người lại với nhau chính vì thế mà tiến sĩ lê thẩm dương đã từng nói muốn thân với ai đó đôi khi phải cùng hư hỏng với người ta hư hỏng ở đây chỉ là một chút hư hỏng nhẹ nhàng thôi nhé các em đừng có hư hỏng quá mà lại để lại một hậu quả mà không thể lường trước được đấy và kỹ năng cuối cùng là biết cách khen ngợi nguyên lý sâu xa nhất trong bản tính của con người là sự khát khao được tán thưởng tổng thống lincoln đã từng nói ai cũng muốn được khen ngợi dù bạn vĩ đại thành công hay giàu có đến đâu bạn đều cần có sự cổ vũ lời khen nâng đỡ con người làm cho con người hưng phấn và tiếp thêm năng lượng cho họ tuy nhiên khen ngợi là một nghệ thuật có những lời khen khiến người khác vui và hăng hái, nhưng cũng có những lời khen không đúng cách hay không đúng lúc hoặc là không chân thật sẽ cảm giác gây nghi ngại cho người tiếp nhận. Vì thế khi khen ngợi người khác thì các em phải nhớ là khen thật lòng và vô tư. Đừng bao giờ khen những điều không đúng sự thật thì khi đó ý nghĩa tốt đẹp của lời khen sẽ không còn nữa.